Thử chưa nhá? Thử gì, thử gì? Khumi gì mà vị bún bò sự kết là độc lạ chưa có từ trước giờ. Khumi gì trong bát như mây canh cà chua trứng làm ai cũng bất ngờ. Khumi hỏi gu anh là gu gì, gu anh là độc nhất, gu mi là gu mi. Chỉ cần một lần thì gu mi mi gì cũng quên hết, chỉ yêu gu mi. Mì kết hợp với bún bò sao mặt đỉnh thế? Mì gu mi gu mi gu mi gu mi gu mi gu mi độc lạ. Mì gu mi gu mi gu mi gu mi gu mi gu mi độc nhất. Mới gu mi mì bò nướng lụi và canh chua tôm sa tế. Yeah, that's what we need to be.